Chúng ta từ hôm nay mỗi tuần thì thứ bảy chúng ta tu 12 giờ khuya bình thường, và mỗi tháng thí dụ như chúng ta sẽ tu 2 ngày 14, 15, 12 giờ khuya và 29, 30 là tháng 4 ngày quý vị. Vì những đức thấy cái tâm của mình khi tu tập gì và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình, mắt mà chưa siêu thoát hay chưa hương linh vì nghiệp phá thai, những cái thời khóa tu này đặc biệt, những đức thấy rất đặc biệt. Vì có khi mình làm con mình tưởng nhớ hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên và nghĩ đến những người chết chưa siêu thoát, và giờ này là giờ có thể họ về tu với mình được, họ về tu với mình được. Thật sự mà nói thì cái cảnh giới U Minh vua Diêm La ngài rất từ bi, chỉ cần có một tia hy vọng để cho người ta được siêu thoát và không còn chịu trong cái khổ trong tam đồ ác đạo, thì nhất định các ngài sẽ tạo điều kiện. Nhất là pháp môn niệm Phật này là pháp môn cứu độ vô điều kiện. Chỉ cần một chúng sanh nào nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, muốn sanh về cái quốc độ của Phật, chắc chắn rằng Đức Phật rất từ bi sẽ tiếp dẫn chúng sanh nó về thế giới Tây Phương Cực Lạc. 3 ngày trong tháng 10 này, đó là 14, 15 và 16, cả ngày lẫn đêm chúng ta tu 12 giờ khuya. Bữa nay là bữa thứ ba. Cái công đức niệm Phật này của đại chúng lớn dữ lắm. Mỗi một cái thời tu 12 giờ khuya này chắc chắn rằng hơn 1.000 người tu. Vì bữa nay cũng khoảng 1.000 thành viên ba cái trang room của mình, thì cộng lại khoảng 1.000 người tu thì chắc chắn là hơn 1.000 người niệm Phật. Tại vì có những nhóm người 2 người rất đông và 3 4 người cũng có, nên số lượng này rất là đông. Nên cái oai lực niệm Phật, cái công đức này của toàn thể đại chúng để cầu an cho những người còn sống được bình an và cầu an cho đất nước chúng ta mưa thuận gió hòa, chúng sanh được an vui sống tốt đẹp, và cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc của mình và tất cả những người mắc chưa siêu thoát, trong đó có chư hương linh vì nghiệp phá thai. Thì dùng cái oai lực của đạo tràng, cái đại gia đình mình tu hành này mà hồi hướng thì những đức nghĩ thù thắng dữ lắm. Vì cái công đức niệm Phật, trong kinh Phật dạy niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mà mình tu suốt luôn mấy ngày nay và bằng đêm 12 giờ khuya mình vẫn tu tập. Và như Đức thấy cái giờ 12 giờ khuya này tu nó có một sự an lạc đặc biệt vô cùng. Những Đức thấy rằng khi từ ở trong ngôi Tam Bảo những Đức bước ra mà mình lập được cái đạo tràng trên không trung này, những Đức thấy cực kỳ ý nghĩa. Và những Đức nói với mấy anh em đi theo những Đức nói rằng là cái đạo tràng này sẽ nhiều người giáng sanh. Đạo tràng này nhiều người giáng sanh. Vì sao? Vì cái đạo tràng này là cái đạo tràng gia đình, mà quý vị biết rằng là quý vị sẽ tu tập rất đều. Quý vị sẽ tu tập rất đều. Quý vị phải nhớ rằng là giống như mình ăn cơm vậy đấy quý vị. Thì mỗi ngày phải ăn cơm, chứ không thể nào mà một tuần ăn cơm 1 lần 2 lần được, mà những ngày kia không ăn cơm được. Mà ăn cơm thì ngày nào cũng phải ăn cơm, đúng không? Vậy thì cái việc mà tu hành mà muốn được một đời này giải thoát thì phải mỗi ngày tu. Mà mỗi ngày tu mà ngay cái gia đình của mình. Những đứa thấy có khi những đứa con mình nó tu chung, hoặc nó không tu nó cũng nghe được câu Phật hiệu, và cháu chắt của mình nó cũng thấy được mình tu tập, cũng được sự ảnh hưởng. Cái đó gọi là ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn, là như vậy.
học theo quý vị, thấy không? Rồi có khi vợ chồng, vợ tu trước rồi từ từ chồng tu theo nữa, đó, thấy không? Đó là cái điều lợi ích cực kỳ lớn luôn, mà nó đi vào từng gia đình luôn. Mà cái sự ao ước của những đức từ đó tới giờ rất lâu là mong rằng lập được cái đạo tràng mà gọi là từng gia đình, tịnh độ đi vào từng gia đình. Bây giờ nó hình thành được như cái tâm nguyện của mình, sở nguyện của mình. Rõ ràng quý vị, mình nghĩ cái gì cho chúng sanh phù hợp là chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ gia hộ cho mình. Nên những đức nói rằng những đức từng trong ngôi tam bảo mà nhân duyên những đức ra làm cư sĩ, những đức đây cũng là một sứ mệnh mới trong cuộc đời mình. Khi những đức nhìn cái đạo tràng trên không trung mình càng ngày càng phát triển, và cái số lượng người tu càng ngày càng đông, và những đức khuyên quý vị là mở rộng phạm vi ra và chỉ người ta, cài rung cho người ta, để người ta vào người ta tu chung. Mình đâu có lấy tiền người ta đâu quý vị, mà mình mong chúng sanh nhiều người biết tu hành, nhiều người biết niệm Phật, lỡ họ lỡ chúng sanh, lỡ họ lỡ ông bà tổ tiên của họ. Quý vị coi cái khóa tu này tuyệt quá, tại gia đình luôn, vì không cần xa gia đình, vì không cần bỏ nhà cửa đi tùm lum, mà cái khóa tu này tại gia đình luôn. Đây là một cái điều cực kỳ thù thắng mà quý vị thấy rõ ràng luôn, sự lợi ích quá lớn luôn, giảm tối đa những cái nơi mình đi đến thị phi đông đúc. Quý vị phải ngồi suy nghĩ kỹ chỗ này nghe quý vị. Nhưng đó không phải là quý vị không đi, mà cái đó là tự quý vị ngồi suy nghĩ. Nó bây giờ là điều có thời khóa tu, gia đình có ngôi tam bảo, lợi ích cho người còn sống, lợi ích cho người đã chết. Cái công đức này thù thắng lắm, thật sự. Khi mà 12 giờ khuya này lễ Phật quý vị ấy, nó nhẹ nhàng sao, và nó an lạc tuyệt vời vô cùng à, thì mình nghĩ 100% là mình được lợi ích, chúng sanh lợi ích, chúng sanh lợi ích rất là lớn. Nên những đức nói bây giờ, thí dụ như bây giờ, nếu như mà mỗi tuần mình đi đến chùa mình tu được vài ba thờ, nhưng mà thường ngày ở nhà mình không tu, thì giống như mình ăn cơm một tuần một hai bữa đó, buổi đó, rồi mình nghỉ ăn mấy buổi kia thì sao được quý vị. Mà bây giờ mình còn có thời gian mình tu tập được mà mình không cố gắng, đến khi thọ mạng mình đến rồi lúc đó mình hối hận thì đã muộn màng thật sự. Nên mình lớn mình thấy rõ ràng không, cuộc đời ở cõi này vô thường bất chợt đến, thấy không? Từ ông bà cha mẹ mình từng đời đi qua, vì thấy chứ cũng là cả đời lam lũ cực khổ đó, nhưng mà có khi đến cái chết vô cùng vất vả. Và nhìn những người giàu sang phú quý danh tiếng lẫy lừng, cả đời họ có khi không ai qua mặt được họ, nhưng mà cái quả báo mình không qua nổi họ. Quả báo thật sự mình có thể giấu người trốn người, nhưng cái quả báo mà đến với mình không không thể nào ai chạy khỏi đâu. Nên mới nói cái câu rằng là ti lưới giờ thưa mà khó lọt lắm quý vị. Mình làm con mà bắt hiếu với cha mẹ mình, hỗn ẩu với cha mẹ mình thì con mình là chắc chắn luôn. Giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu gì à. Nên con người mình ai cũng có cái sai, nhưng mà nghe đạo mà biết sửa là điều quý. Thật sự nghe đạo mà biết sửa là điều rất quý quý vị. Nó nên á, cái khóa tu quý vị coi, từng gia đình, từng gia đình, từng gia đình, mỗi người tự nhiên chỉ vào cái đạo tràng không chung thôi là cùng tu chung. Không cần tập trung một chỗ quá đông đúc gì cả. Mà nhất là trong thời cuộc này, cái chỗ nào mà tập trung đông đúc là phiền phức, không lâu dài, chắc chắn luôn. Đúng là rõ ràng cái thời cuộc hiện đại này, mà cái cách tu này quá hay. Tu được mà tại gia đình mình cũng làm việc được. Người làm cha làm mẹ cũng lo cho gia đình đàng hoàng được, mà lại có sự dưỡng tâm tu hành được. Và mình chuyên nhất một phương hướng mình tu, một cách hướng dẫn mà mình hành trì, giống như đây là một cái sự quy nhất luôn quý vị, chuyên nhất luôn. Nên hôm qua nhà Đức có nói một câu, nói rằng quý vị nhớ, cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp hành trì, chứ không phải ngồi đây mà chúng ta lý luận mà không tu. Chúng ta vừa tu xong, chúng ta vừa lễ Phật xong, chúng ta nói cái sự lợi ích thù thắng để mà phát tâm, để mà siêng tu không giải đại. Nếu như bây giờ mà cái đạo tràng không chung này mà tu xong rồi chúng ta nghĩ, tu xong rồi chúng ta nghĩ, 100% quý vị, cái đạo tràng trên không chung này sẽ không bao giờ phát triển. Tại vì con người cứ làm như vậy, giết rồi cảm thấy ủa sao nó lạc lẽo, sao nó vô vị làm sao, rồi người ta bỏ cuộc. Quý vị biết rằng cái giờ này mình tu, mình ngồi đây, còn cái cảnh giới vô hình thì không biết bao nhiêu, mà nói cặp mắt thường như chúng ta không thấy được, mà tin nhất định có. Tại vì cái cõi này là cái cõi phàm thánh đồng cư độ, cái chúng sanh mà chưa siêu thoát họ đông dữ lắm. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói rằng là
cái nghiệp phá thai của người ta mà có thể mà che chướng chờ đất, làm cho quán khí dậy đầy, thời tiết nó mưa không thuận gió không hòa, rồi tự nhiên cái có những nơi mà gọi là chợ u ám suốt vậy, nó thì vì biết đó là gọi là quán khí. Tại vì cũng thấy rõ ràng không? Cái thời cuộc này cái gì phá thai rất nhiều, cái sự phá thai rất là nhiều quý vị à. Nên từ nơi đó mà bây giờ mình mà có cái nơi tu tập mà từng nhà từng nhà từng nhà, một hai người, ba bốn người, năm bảy người, chín mười người, có những đạo tràng mấy chục người như chủ nhật cộng tu, người ta tập trung nhóm. Mà bây giờ người ta phát đạo chuyển đạo tràng cư sĩ rất nhiều, phát triển đạo tràng cư sĩ rất nhiều. Những đức nói với vị nghe, có khi vị xây một ngôi chùa mà chưa chắc trong cái ngôi chùa đó có sự niệm Phật, có sự tu tập. Bây giờ cả làng quê vị thấy rõ ràng không? Vị thấy rằng là có khi mà đi vào chuyên nhất tu như vậy vị rất khó, khó tìm. Những đức nói vị khó tìm đó. Có những cái ngôi chùa mà chuyên tu chuyên niệm Phật mà duy trì hoài luôn là cũng đặc biệt đó. Nếu mà không có cái người đó cứng cỏi mà duy trì, coi chừng nó thay đổi. Coi chừng nó thay đổi chứ không phải chuyện giỡn đâu. Như bản thân có những đức ở một cái nơi nào đó cả chục năm chờ gầy dựng mà quy nhất được, mà không có ai lọt vào trong đó mà làm động đậy, Phật tử tu nó quy nhất một hướng luôn. Khi những đức vừa bước ra ngoài là tức khắc có sự thay đổi liền, biết không? Ta nói một người hướng dẫn một con đường, hai người hướng dẫn hai con đường. Cái nơi nào tu tập mà ba bốn năm người hướng dẫn là ba bốn con đường, quý vị biết nghe ai bây giờ? Nên những đức mới chỉ vì là hãy nghe ai với đà Phật, hãy tin bổ nguyện Đức Phật ai với đà, hiểu rồi thì cố gắng mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ nếu bây giờ bữa nay nghe người này nói gì, ngày mai ngươi nghe người kia nói nọ, ngày mốt nghe người này nói cách khác nữa, vì biết học ai đây? Bây giờ quý vị học ai đây? Những đức nói rằng quý vị có thể giờ này quý vị ngồi quý vị tu đang gì, quý vị giờ này quý vị ngồi để tu gì, quý vị cảm với cái bổ nguyện Đức Phật ai đà, bị niệm Phật quý vị được sự lợi ích, quý vị tu tập quý vị lễ Phật, quý vị tu tập quý vị sẽ được sự lợi ích. Bây giờ những đức hỏi quý vị, có những người giờ này dù là họ hướng dẫn quý vị chưa chắc họ tu, mà chưa chắc họ tu mà mình đi hỏi họ, họ nói cái gì cho quý vị nghe đây? Họ đâu có cảm nhận đâu. Những đức hỏi quý vị nè, thí dụ như quý vị đẻ con, quý vị sẽ biết cảm giác của đẻ con. Người không đẻ con, quý vị hỏi họ đẻ con sao họ biết? Thì ngồi suy nghĩ đúng không? Những đức nói 100% nếu nói về kinh nghiệm đẻ con thì không ai qua phụ nữ, vì vị là người mang bầu và đẻ con, nên mới nói rằng chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ. Còn bây giờ thì mình sanh rồi, bản thân mình cũng quên luôn, là vì mình bận quá mình quên luôn quý vị à. Quý vị thấy không, mang bầu nè rất khổ nè, đẻ con rất là khổ nè. Phật nói thập tử nhất sanh, vậy thì mẹ mình sinh mình sẽ khổ cỡ nào? Bây giờ mình sinh con mình sẽ hiểu. Mà có khi mình nuôi con lớn mình nói con không nghe, mình nói tới nó nói rằng hiểu rồi biết rồi. Nó thấy không? Có nhiều người làm cha làm mẹ, bây giờ mình nói con nói hiểu rồi biết rồi, phải không? Sau này khi họ làm cha làm mẹ họ sẽ biết liền. Khi họ cực khổ họ nuôi con họ sẽ nói với họ bằng một cách trả lời lại họ sẽ như thế nào. Lúc đó họ nghĩ họ thương cha mẹ thì cha mẹ chết rồi. Những đức tin 100% trong số lượng chúng ta hiện tại ở đây, chúng ta rất hối hận vì ngày xưa mình đã từng cãi cha mẹ mình, và bây giờ cha mẹ mình đã chết. Nên những cái thời tu này, những đức nói rằng những người con như chúng ta mà cha mẹ chết hết này nè quý vị. Hôm nay những đức vừa làm bài vị của cha mẹ những đức, cái ngay cái chỗ ở những đức thờ cha mẹ những đức, đó cũng là một cái hành động quý vị à. Thật sự như bản thân những đức đã từng kể với vị nghe, mẹ những đức mang thai những đức rất là khó, rất nhiều người kêu bỏ đi. Ngày xưa bà kế hoạch quá gia đình rồi, bà kế hoạch quá gia đình rồi mà bà lại mang thai tiếp tục. Người ta nói rằng không sinh được mà chết luôn cả mẹ lẫn con. Bà nói rằng 6 đứa con bà sinh được, không lẽ thêm một đứa nữa bà không sinh sao? Dù có chết bà cũng sinh. Nên mới có những đức. Nếu như mà một người bình thường khác thì nhất định sẽ bỏ, tại vì nói rằng bà sinh không được mà chết cả mẹ lẫn con, vì kế hoạch quá gia đình rồi mà bây giờ mang thai nó không phù hợp, mà bà đã từng mổ một lần nữa, không thể nào bà đẻ được đâu. Bà nói dù bà có chết bà cũng đẻ. Nên mới có mình ngày hôm nay. Quý vị coi thập tử nhất sinh, cái sự khổ đau của cha mẹ. Bây giờ mình hiểu rồi thì cha mẹ mình chết rồi,
Mà cha mẹ mình vì mình tạo nghiệp chưa chắc cha mẹ mình có được siêu thoát chưa nữa. Vì tụng trong kinh Du Lan mỗi năm quý vị phải phải công nhận không? Nói về cái công ơn của cha mẹ sinh thành. Nghe một cái con người mình thật sự mà nói, mình cũng xót xa cõi lòng chứ không đơn giản đâu quý vị. Nên hôm nay mình được sự tu hành, bây giờ quý vị coi cha mẹ còn sống thì còn có thể chia nhau cơm ăn áo bằng. Nhưng mà cha mẹ chết rồi chỉ có sự tu hành thôi, mình mới hồi hướng cầu siêu cho họ thôi. Đây là một cái chỗ bồi gốc thật sự quý vị à. Nên mình hiểu được nguyên lý này, bản thân của mình bây giờ mình cũng muốn làm người con hiếu thảo, phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, và mình tu tập mình cũng mong hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Họ đang chờ mình hồi hướng công đức cho họ đó. Sự khổ đau của họ cùng tột, họ đang chờ mình hồi hướng cho họ đó. Chưa chắc họ siêu thoát đâu. Vì cái người được làm người nhất định phải giữ năm giới. Như vậy thì quý vị hỏi, nếu ông bà tổ tiên mình đọa trong tam đồ ác đạo, mình tu hồi hướng cho họ, họ có ra hay không? Chắc chắn ra. Chắc chắn ra, cái công đức niệm Phật này hồi hướng chắc chắn ra đó. Trong tam đồ ác đạo, dù bây giờ đã qua 49 ngày, nên cái trong 49 ngày, ông bà cha mẹ chết rất quan trọng để tu tập hồi hướng cho họ. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Nhưng qua 49 ngày thì chúng ta cũng phải hồi hướng. Cũng được lợi ích, nhưng lợi ích không bằng trong 49 ngày. Trong 49 ngày là lợi ích lớn nhất. Lợi ích lớn nhất. Chúng ta không thể nào bản thân mình đợi khi 49 ngày con cháu mình hồi hướng cầu siêu cho mình được. Mà chính mình hàng ngày bây giờ phải gây dựng. Những đức tin chắc rằng dưới cái điều nói chuyện này, những đức nghĩ rằng dưới cảnh giới người sống của chúng ta đang ngồi đây và những cảnh giới vô hình họ nghe trong lòng hối hận lắm. Hối hận vì lúc họ còn sống họ cứ lao theo cái cuộc sống và họ tạo nghiệp chứ. Bây giờ họ làm cô hồn vất vơ vất vượng. Cô hồn còn gọi là sự cô đơn cùng tột, buồn khổ cùng tột, không ai ngó ngàng đến. Mình còn sống thì có thể ăn cơm, chia cho nhau miếng ăn. Nhưng khi đã chết rồi chưa siêu thoát, làm cô hồn vất vơ vất vượng, thấy người thân ăn uống họ chưa chắc được ăn uống. Nên quý vị thấy có khi mình ngủ, mình nằm mơ mình thấy ông bà cha mẹ của mình về báo mộng đúng không? Đó là vì họ chưa siêu thoát. Quý vị phải nhớ kỹ, tất cả quý vị khi chúng ta ngủ mà gặp thân bằng quỷ thuộc mình đã chết rồi mà về báo mộng là họ chưa siêu thoát. Họ chưa siêu thoát là vì mình có tu đó. Họ về họ báo mộng là họ đang cầu cứu mình đó. Họ đang cầu sự giúp đỡ của mình đó quý vị. Nên mình tu tập mình phải có cái tâm hồi hướng cầu siêu cho họ. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Nhất là 12 giờ khuya này nè, cái giờ âm này chứ không phải đơn giản đâu. Nên nghĩ ra cái thời tu 12 giờ khuya này không đơn giản chút nào. Mà cái người hướng dẫn quý vị là phải cực kỳ siêng năng. Nên quý vị là người biết pháp môn tịnh độ vì hành trì. Mình không thể nào hỏi cái người không hành trì được. Thì phải nhớ kỹ điều này. Không có một cái thắc mắc nào bằng niệm Phật hết chứ. Quý vị chỉ cần niệm Phật quý vị sẽ rỡ hết những sự thắc mắc ra luôn. Quý vị biết rằng cỡ nào đi chăng nữa, từ khi những đức làm người xuất gia, những đức tu cho tới là những đức làm cư sĩ, những đức luôn luôn đồng hành với quý vị. Đó là có tu tập. Lễ Quan Âm quý vị thấy không? Tất cả chương trình những đức đều đồng hành với quý vị niệm Phật. Có nghĩa là những đức đều làm chung. Thì cỡ nào đi chăng nữa, đối với tịnh độ những đức có giải hành. Còn nếu như người nào mà không hành, quý vị hỏi họ làm sao giải quyết được vấn đề, cái thắc mắc này. Mà ai mà giải quyết được vấn đề thắc mắc của pháp môn tịnh độ này, pháp môn tịnh độ này đi vào hành trì sẽ rỡ hết ra liền. Nên nhớ kỹ, một con đường đi, một phương hướng rõ ràng, một câu Phật hiệu mà niệm, một thế giới cực lạc mà về. Duy trì như vậy cả đời không thay đổi, nhất định có sự thành tựu. Còn nếu nay này mai nọ mốt kia cứ lang thang suốt, coi chừng qua một đời uổng. Nên Đại Lão Hòa Thượng Thiện Công này nói rằng, nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài. Nhất môn thâm nhập quân tu lâu dài. Nguyện thứ 18 thì nói rằng chí tâm tinh ưa. Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tinh ưa là càng niệm thì càng thích. Khi đã càng thích niệm câu Phật hiệu này rồi, tự nhiên nó giải mã hết những cái sự thắc mắc trong lòng quý vị. Quý vị nhớ kỹ nghe, sự thắc mắc này càng hỏi càng thắc mắc. Tại vì không có ai hành trì mà có thể thông được tâm quý vị hết. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói một câu rằng, tất cả sở học của bạn hãy tạm dừng lại đi. Về thế giới cực lạc bạn muốn học gì bạn học. Bạn về thế giới cực lạc bạn muốn học gì học. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì nói bạn hãy tạm dừng cái sở học mà bạn nghi ngờ ra lại đi. Bạn nghi ngờ đầu này, bạn đi hỏi đầu này đầu kia, bạn nghi ngờ tối ngày bạn dừng lại đi. Bạn hành trì chuyên nhất niệm Phật đi, chí tâm tinh đưa niệm Phật đi. Bạn về cực lạc đi, Phật A Di Đà sẽ giảng rộng cho bạn nghe, thông tâm luôn. Rồi lúc đó bạn về cực lạc bạn muốn học gì học. Vì căn bản chí bạn đã được đầy đủ viên mãn.
và thọ mạng bạn vô lượng, bạn có khả năng học. Còn bây giờ ở đây thọ mạng mình rất ngắn ngủi, bữa nay mình sống ngày mai mình chết không chừng nè, mà bây giờ còn lang thang đi nghe đầu này ngóng đầu nọ để tìm hiểu, có chừng thọ mạng đến không kịp thời gian. Trong cuộc đời này không phải là chúng ta chỉ có già chết mà chúng ta có thể gặp nạn chết. Cho gì biết, có khi chúng ta ngồi trên một chiếc xe người ta chạy, mình giao mạng cho tài xế cũng chưa chắc, vì mình cộng nghiệp lúc nào mình không hay. Nên bản thân chúng ta mỗi người phải thật sự gầy dựng niệm Phật mỗi lúc mỗi nơi, nhất là cái máy niệm Phật. Quý vị phải nhớ kỹ, chiếc máy niệm Phật rất quan trọng, đi đâu cũng đeo chiếc máy niệm Phật để nhắc nhở chính mình. Bây giờ có một số nơi làm máy niệm Phật rồi đó, những đức mới vừa chụp mấy vô hình đưa cho người ta đó, rồi tự người ta làm, người ta phổ biến luôn. Những đức mong những cái nơi làm máy niệm Phật đó, đó phổ biến ra cũng có lời, nhưng đừng đặt vấn đề lời lớn nhiều quá. Vì sao? Vì mình cũng mong cho người ta nghe có Phật hiệu này mới là thù thắng. Nó, thì những âm điệu niệm Phật như thế có sẵn hết trơn, nhưng đưa cho họ, họ làm, tự họ làm luôn. Nó, nhưng khi mình đặt mình phải hỏi cho kỹ, phải hỏi cho kỹ. Bây giờ nó đa dạng chứ không phải như cái thời ngày xưa những đức làm mà nó quy hướng một chỗ. Có khi hình những đức mà nội dung bên trong lại khác. Nên từ nơi đó vì hỏi cho thật là kỹ, đâu vào đó đàng hoàng, thấy không? Nó nên từ nơi đó mới bị biết rằng cái máy niệm Phật đi đâu cũng đeo để nhắc mình niệm Phật. Và mỗi lúc mỗi nơi mình phải niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật, phải tin 100% bên cạnh mình lúc nào cũng có người đi theo mình đó. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói quán thân trái chủ đi theo mình gần nửa đoạn đường. Ngài nói như vậy đấy. Mà các ngài làm sao nói lời giọng ngữ được quý vị? Nên từ nơi đó mà giờ mình niệm Phật thì từ từ cảm hóa người ta hết trơn à. Nó niệm Phật từ từ cảm hóa người ta hết. Lời sám hối, lời xin lỗi, bao nhiêu lời cũng không bằng một câu Phật hiệu. Chân thật niệm câu Phật hiệu này là thật sự sám hối, thật sự xin lỗi. Quý vị tin đi, trong gia đình quý vị, người thân bất hòa quý vị, quý vị chỉ cần niệm Phật lễ Phật giết từ từ họ thương quý vị luôn. Bởi vì niệm Phật lễ Phật trong gia đình chỉ đi con cháu quý vị, gia đình chồng vợ quý vị từ từ chuyển hóa luôn. Người mẹ già, người cha già từ từ sẽ bắt ghế cho họ ngồi niệm Phật chung quý vị luôn. Vì sẽ thấy vì chân thật mà niệm Phật lễ Phật đi rồi, vì sẽ cảm thấy là có sự thay đổi cực kỳ lớn trong gia đình quý vị. Dù sự trở ngại khó khăn gì một chút, thử thách, quý vị nhớ cái câu thử thách mà thôi, rồi mọi việc sẽ qua. Cứ duy trì câu Phật hiệu, rồi mọi việc sẽ qua liền, chắc chắn luôn. Nó nên những cái giờ tu này khi mình chia sẻ xong, người sống được nhờ, người mất cũng được lợi. Đem cái công đức này hồi hướng cho ông bà tổ tiên của chúng ta chết chưa siêu thoát, và chúng sanh mắt chưa siêu thoát, hương linh thai nhi chưa siêu thoát được hồi hướng. Buông cái tâm hận thù đòi nợ xuống, nhớ kỹ, cái tâm hận thù đòi nợ là cái tâm quán thù mà chói buộc đời đời kiếp kiếp đọa lạc không ra. Chói buộc cái tâm này không được an lạc tự tại. Nên chỉ cần mở ra cái tâm báo thù thôi, mở cái tâm quán thù thôi, tức khắc siêu thoát liền. Nhớ kỹ nghe, nghiệp phá thai nè, quán thân trái chủ đi theo nè, chỉ cần buông cái tâm báo thù nương vào câu Phật hiệu thôi là siêu thoát. Còn không buông cái tâm báo thù là khó siêu thoát. Như bây giờ chúng ta còn sống thì chúng ta hẳn ai là mình khổ liền nè, phải không? Mình hẳn ai là mình khổ liền nè, mình buông ai là mình khổ liền nè. Hôm qua Đức nói câu chuyện nè, muốn sống thọ, sống vui, sống tốt, sống trẻ thì phải mang tâm quan hỷ, tha thứ. Nó phải có tâm cảm ơn thì con người nó sẽ an lạc liền, chắc chắn luôn. Chỉ cần mang tâm cảm ơn giữa người sống với người chết, chỉ cần mang tâm cảm ơn. Hôm nay người ta đối xử tệ bạc với mình, chắc chắn ngày xưa mình đã từng đối xử tệ bạc với người ta. Nhân quả nhất định 100% công bằng. Nhân quả công bằng. Phải tin chỗ này để mang một cái tâm cảm ơn mà sống. Tuyệt đối không mang tâm báo thù ai hết. Dù ai đối xử tệ với mình cỡ nào cũng không mang tâm báo thù hết. Chỉ cần cái tâm như vậy là niệm Phật tương ưng liền, chắc chắn quý vị luôn. Khỏi cần hỏi ai dòng do tâm quắc gì hết. Trong nhà Phật nói tin nhân quả, quý vị cứ ngồi suy nghĩ cho thật kỹ đi. Quý vị hôm nay bị một cái gì khỏi hỏi ai chứ. Vì tin tôi đã từng gieo nhân này, tôi gặp quả này. Chồng tôi đánh tôi từng đánh chồng tôi. Con tôi bất hiếu với tôi đã từng bất hiếu với con tôi trong đời nào kiếp nào. Đó. Nhân quả là như vậy. Người ta hôm nay giật tiền tôi tin chắc tôi đã từng giật tiền họ, hôm nay họ lại lấy lại. Nhân quả nó là 100% không sai. Có giải thích nhiều cỡ nào đi chăng nữa cũng là bù tịch luôn. Giải thích giết rồi mù mờ luôn quý vị. Chỉ cần tin nhân quả là nhân người quả, nhân người quả cứ như vậy. Mà tự nhiên quý vị sẽ khai thông liền, thông tâm liền. Nó còn câu Phật hiệu này cứ hành trì như vậy là thành công, chắc chắn quý vị luôn. Đó, cứ niệm Phật giết đi rồi sẽ được sự lợi ích rất lớn.
Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc vị ngủ ngon. A Di Đà Phật.